Vâng, kính chào quý vị và các bạn trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, siêu phẩm đá phạt lên tới khoảng 35m đã ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 của đội tuyển U17 Việt Nam trước đội tuyển U17 Uzbekistan, và chúng ta đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức đoạt vé vòng loại thứ hai Asian Cup nữ 2024. Và cùng với đó là những thông tin liên quan đến đội tuyển U22 Việt Nam. Nữ tỷ phú Manapang của Thái Lan báo tin rất dữ dành cho thầy trò Nguyễn Philip Chuche, và có vẻ như Thái Lan đang rất quyết tâm để giành được chức vô địch. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại được đội tuyển U17 nữ Uzbekistan với tỷ số đó là 3-0, vô cùng ấn tượng để chúng ta giữ vững được ngôi đầu bảng C và đoạt tấm vé đầu tiên trong 8 bảng đấu để bước vào vòng loại thứ hai U17 nữ Asian Cup 2024. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 nữ Uzbekistan được diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 4, là một trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp khi mà hai đội hiện nay cùng có 3 điểm, đứng nhất và nhì bảng C. Chúng ta thì có hiệu số tốt hơn, cho nên trong trận đấu này chúng ta chỉ cần có một trận hòa thôi là chúng ta sẽ đảm bảo được vừa ngôi vị đầu bảng. Thế nhưng thầy trò Meakanizi rõ ràng không hướng đến một kết quả hòa, mà chúng ta đã ngay lập tức có những đường hướng tấn công để tìm kiếm một chiến thắng trước đối thủ này. Bước vào trận đấu được coi rằng khá quan trọng thì những phút đầu tiên cả hai đội đá khá là thong dong, chậm rãi thăm dò qua lại. Thì những tình huống tấn công của đội tuyển U17 Việt Nam tỏ ra là hiệu quả hơn rất nhiều. Bởi ngay ở phút thứ 9 thôi thì Thanh Hiếu đã có một pha bứt tốc. Tôi nhìn thấy rằng bóng dáng của Vũ Văn Thanh cũng như Đoàn Hậu trong tình huống này. Một pha bóng loại bỏ tất cả hàng thủ của đội tuyển U17 Uzbekistan và một cú dứt điểm không thể chê vào đâu được để mở tỷ số trận đấu dành cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Sau khi dẫn trước với tỷ số 1-0 thì chúng ta đã có vẻ như hơi trùng xuống và để cho đội tuyển U17 Uzbekistan họ chiếm lĩnh được thế trận, thế nhưng họ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Thực tế mà nói thì đối với đội tuyển U17 Uzbekistan, họ cũng là đội bóng không hề yếu một chút nào. Có những thời điểm mà chúng ta đã khá vất vả khi mà đối thủ này cũng có rất nhiều những cầu thủ kỹ thuật và cũng rất tốc độ. Ở phút thứ 35 thì những cầu thủ của đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã tạo ra rất nhiều những tình huống đáng chú ý khi mà chúng ta có liên tiếp những cú dứt điểm vào khung thành của đối thủ. Khi mà những cú dứt điểm của chúng ta một là vọt xa, hai là đối thủ, thủ môn của đội bạn lại có thể cản phá được. Thế nhưng trong hiệp 2 thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn tiếp tục chúng ta duy trì được cái thế tấn công rực lửa của mình. Và cụ thể ở phút thứ 72 thì Hoài Trinh đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Và chỉ đúng 3 phút sau đó thôi thì đội tuyển U17 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt cách khung thành 35m khi mà cầu thủ đội bạn có tình huống phạm lỗi với cầu thủ của đội tuyển U17 Việt Nam. Cầu thủ Lê Thị Yêu tiếp tục được tin tưởng và cầu thủ này đã tạo ra một siêu phẩm treo bóng đập vào mép xà ngang khung thành, đánh bại thủ môn của Uzbekistan. Và đó thực sự là bàn thắng quá đẹp, mang đẳng cấp thế giới. Bởi khoảng cách 35m với cầu thủ nữ không chỉ nói rằng ở châu Á đâu, mà nói về những cầu thủ của Đông Nam Á thì rất khó để chúng ta có thể tái hiện được hoặc thực hiện thành công những cú dứt điểm kiểu như vậy. Và 3-0 là tỷ số cuối cùng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Và với chiến thắng này thì đội tuyển U17 Việt Nam đã đứng đầu bảng C với 2 trận toàn thắng trước Palestine, Uzbekistan. Và với ngôi đầu bảng này thì đội tuyển U17 Việt Nam đã giành vé đầu tiên để bước vào vòng loại thứ 2 U17 nữ châu Á Asian Cup 2024 trong 8 bảng đấu hiện nay. Tại vòng loại thứ 2 thì 8 đội sẽ được chia thành 2 bảng và chúng ta sẽ chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng. Và 4 đội này sẽ cùng với đội chủ nhà Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên sẽ tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2024. Một thông tin rất tuyệt vời dành cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam đúng không ạ? Những trận đấu thực sự thành công và chúng ta thấy được là những cầu thủ U17 nữ Việt Nam không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, đá bóng cực hay mà thực sự họ là những cầu thủ rất tuyệt vời. Và sau khi trận đấu kết thúc thì rất nhiều những mặt báo đến từ châu Á như là Asian Football hay là tờ Siam Sport cũng đã nói về chiến thắng của đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Ở dưới chúng tôi cũng đọc được rất nhiều những cái bình luận về cái sự thán phục của các cổ động viên khắp châu Á dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bởi dù sao đi chăng nữa thì đại diện của Đông Nam Á là đại diện giúp cho chúng ta tiến tới được cái vòng loại thứ hai khu vực châu Á, và những lời chúc mừng đó tôi tin rằng sẽ giúp cho những cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tự tin hơn nữa ở vòng loại thứ hai với những đối thủ được đánh giá sẽ là mạnh hơn rất nhiều. Để nói về những cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì thực tế là chúng ta chưa bao giờ cảm thấy phải thất vọng khi mà họ thi đấu ở trên sân cả.
những màn trình diễn công hiến thực sự tuyệt vời, không biết mệt mỏi. Mặc dù những cầu thủ còn rất trẻ, rất nhỏ, thế nhưng chúng ta thực sự là mang đến một hình ảnh thực sự là tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam. Những hình ảnh mà khiến cho các đối thủ sẽ phải rất dè chừng. Một đối thủ mà trước khi trận đấu này diễn ra, trước khi mà cái giải đấu này diễn ra thì Humri Akanizi có khẳng định rằng là sẽ cố gắng làm sao tìm kiếm được cái kết quả tốt nhất, một chiến thắng ấn tượng trước Palestine để đua tranh cái tấm vé đi tiếp cùng với Uzbekistan. Điều đó chứng tỏ được rằng là đối thủ chúng ta trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 26 tháng 4 không phải là dễ chơi. Thế nhưng cuối cùng với việc là những cầu thủ của U17 nữ Việt Nam rất tuân thủ chiến thuật, nếu như quý bạn có xem thì chúng ta đã có một chiến thắng thực sự là rất ấn tượng và thuyết phục trước một đối thủ cũng được đánh giá không hề đơn giản, đúng không ạ? Và với chiến tích này thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam vừa qua đã được bên phía Liên đoàn Việt Nam VFF thưởng nóng số tiền lên tới 500 triệu đồng. Và tôi nghĩ rằng đây là một thành quả rất xứng đáng mà những cầu thủ U17 Việt Nam nữ có được, bởi điều đó sẽ động viên tinh thần và giúp cho những cầu thủ U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng hơn. Và xin chúc cho các cô gái vàng Việt Nam sẽ thành công tiếp theo ở vòng loại thứ hai. Bước đó những thông tin liên quan đến đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị và bạn liên quan đến U22 Việt Nam. Vừa qua thì đối thủ của chúng ta đó là Thái Lan, bán nữ tỷ phú Manapang báo một tin rất xấu dành cho thầy trò Philip Chuche, bởi hiện nay họ đang thực sự rất mong muốn giành được tấm huy chương vàng. Vừa qua thì bản danh sách có tên chân sút 20 tuổi đó là Terasak Porphimai và trung vệ đó là Jonathan Kembe. Ban đầu thì cả hai cầu thủ này khó có thể góp mặt trong loạt đấu cuối cùng gặp Việt Nam, nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại thay đổi khi mà bà Manapang đã có những quyết định để giúp cho đội tuyển U22 Thái Lan có được một lực lượng mạnh nhất. Theo đó thì tiền đạo đó là Terasak thuộc biên chế của câu lạc bộ Port, thì bà Manapang chính là chủ tịch của câu lạc bộ này. Và vừa qua thì đội bóng này đang đua tranh vị trí thứ 3 tại giải Thái Lịch 1 và giải đấu còn tới 3 trận và thời gian kết thúc vào ngày 12 tháng 5. Để hy vọng rằng có suất dự giải Asian Champions League mùa tới thì nếu dự kiến thì U22 Thái Lan sẽ không thể có được sự phục vụ của cầu thủ này. Thế nhưng cuối cùng thì bà Manapang đã quyết định để cho cầu thủ này có thể tập trung cùng với đội tuyển U22 Thái Lan sang Campuchia vào ngày mai, ngày 27 tháng 4. Đương nhiên có cầu thủ này thì họ sẽ giải quyết được nỗi lo lên hàng công, bởi đây là cầu thủ có đầy đủ kinh nghiệm và thực sự rất là đẳng cấp bên phía U22 Thái Lan. Và đương nhiên đây sẽ là một mối lo rất lớn dành cho huấn luyện Philip Chuche. Bạn này có nói về câu chuyện khi mà có sự thay đổi về việc gọi cầu thủ này lên tuyển như thế này. Tôi cho rằng là SEA Games và đặc biệt là môn bóng đá luôn nhận được sự quan tâm lớn. Tôi nghĩ rằng bất cứ đất nước nào cũng muốn giành tấm huy chương vàng và bóng đá Thái Lan cũng thế thôi. Tôi xin lỗi cổ động viên của Port bởi chúng ta vẫn còn 3 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải. Chúng ta cần tin rằng là các cầu thủ sẽ còn lại và hoàn thành ra mục tiêu. Và môn bóng đá nam các kỳ SEA Games luôn nhận được sự quan tâm lớn của các cổ động viên bóng đá Thái Lan. Do đó không có gì khác ở kỳ trước. Mục tiêu ở SEA Games 32 này đối với đội tuyển U22 Thái Lan cũng như đội tuyển nữ Thái Lan đó chỉ là giành được tấm huy chương vàng ở cả hai bộ môn. Đó là những gì mà bà Manapang có chia sẻ. Đương nhiên đối thủ thì đã có những cầu thủ tốt nhất, thế nhưng chúng ta tôi nghĩ rằng cầu thủ U22 Việt Nam cũng không phải là quá là đơn giản. Vừa qua thì những cầu thủ chúng ta cũng khẳng định rằng chẳng có cầu thủ nào Thái Lan ở lứa tuổi U22 mà chúng ta phải ngán cả, không có gì phải sợ họ cả. Và tôi nghĩ rằng điều này là cần thiết trong cái sự tự tin của những cầu thủ để chúng ta có được kết quả tốt nhất. Trong ngày hôm nay thì đội tuyển U22 Việt Nam đã tới Campuchia và chúng ta có buổi tập đầu tiên. Thực tế mà nói thì cái sân mà chúng ta tập với hình ảnh mà chúng tôi nhận được thì nó không hề tệ một chút nào đâu. Chứ tôi không muốn nói rằng nó còn hơn khá nhiều so với một số sân tập, kể cả sân Mỹ Đình của chúng ta trong thời gian trước nữa. Đương nhiên với việc ở cái vị trí thủ môn, khi mà đây là vị trí mà rất dễ có thể là bị xảy ra những cái hố, thì điều đó là đương nhiên. Một vài cái điều đó thì chúng ta khó có thể tránh khỏi. Hơn nữa đây là một sân tập, rất nhiều những trang thiết bị, rồi là phòng tập, rồi là khách sạn như thế nào, ăn uống như thế nào. Campuchia này tôi nghĩ rằng họ đang làm rất tốt và khiến cho chúng ta có lẽ rằng cảm thấy hài lòng. Bởi một số thì vẫn có một số những nguồn tin nói rằng là sân xấu, rồi chúng ta ăn tập không đủ dinh dưỡng, rồi họ đào cát, v.v. Không phải, đó thông tin không chính xác. Vì vậy mà tôi rất tin rằng là với sự chuẩn bị tới từ nước chủ nhà thì chúng ta có một những buổi tập tốt và hy vọng rằng là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt khó thành công ở một giải đấu mà chúng ta đang có vẻ như chạm đáy của cái sự tự tin cũng như sự tin tưởng nơi các cổ động viên. Dù sao chăng nữa, vẫn xin chúc cho thầy trò Philip Chuche sẽ có mùa giải thành công cùng với chúng ta để có thể lên ngôi giành được tấm huy chương vàng, đúng không ạ?
Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Anh nhé. Tới đây thì bản tin của Tuấn Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.